Nếu bảo là may mắn thì không nước nào may mắn như Đài Loan. Họ có môi trường khí hậu tốt, có sự hỗ trợ mạnh mẽ của cường quốc để vươn lên dẫn đầu thế giới về công nghệ. Tuy nhiên có lẽ chẳng có ai xui xẻo hơn Đài Loan khi phải nằm kẹp giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới gần một thế kỷ qua. Đối với Trung Quốc, đây là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng đòi lại dù cái giá phải trả có đắt đến như thế nào. Còn đối với Mỹ thì đây là nơi nằm trong chuỗi đảo phong tỏa Trung Quốc, mang tầm vị trí chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương. Không bên nào chịu nhường Đài Loan và hòn đảo này sẽ là mồi lửa bùng nổ cuộc đụng độ tổng lực giữa hai siêu cường, thậm chí có thể lan rộng ra toàn thế giới. Vậy thì Washington và Bắc Kinh đã chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng này như thế nào? Mới đây, thì các binh sĩ thuộc tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Thủy quân lục chiến số 4 của Mỹ vừa có buổi dã ngoại trong một khu rừng gần Đài Bắc. Các chỉ huy của họ theo sau bằng nhiều trực thăng chở các phương tiện siêu nhẹ và thiết bị liên lạc. Những đồ vật thừa đã được bỏ lại phía sau. Để tránh bị phát hiện, lính thủy đánh bộ phải đảm bảo thông tin liên lạc của họ hòa vào nền, cũng như là lớp ngụy trang của họ hòa vào màu xanh của vùng nhiệt đới. Mục tiêu của cuộc tập trận: phát tán xung quanh một hòn đảo không tên, liên kết với các đồng minh xanh thân thiện và đẩy lùi cuộc xâm lược đổ bộ của quân địch màu đỏ. Bỏ qua sự chơi chữ nói giảm nói tránh, thật ra thì đây là cuộc tập trận mục đích chống lại sự đổ bộ của Trung Quốc. Lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ đang luyện tập để sẵn sàng cho một cuộc chiến với Trung Quốc có thể xảy ra do một cuộc xâm lược đến Đài Loan. Căn cứ của Mỹ ở Okinawa, ở cực nam của quần đảo Nhật Bản, chỉ cách Đài Loan 600 km. Những hòn đảo này hợp với Đài Loan được các nhà hoạch định quân sự của Mỹ gọi là chuỗi đảo thứ nhất. Một loạt quần đảo và đảo lớn nhỏ trải dài từ Nhật Bản đến Malaysia cản trở việc đi lại của Hải quân Trung Quốc đến Thái Bình Dương. Cho dù bằng cách ngăn chặn các tàu Trung Quốc từ xa hay ít có khả năng hơn, bằng cách triển khai tới Đài Loan để mà giúp đẩy lùi một cuộc đổ bộ của Trung Quốc, thủy quân lục chiến của Mỹ sẽ sớm tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn khi mà đội quân của Trung Quốc luôn dùng chiến lược quân số áp đảo để đè bẹp đối thủ. Ngoài những lời đe dọa thì gần đây Bắc Kinh đang tiến hành những cuộc tập trận dày đặc hơn, đặc biệt là các tình huống đổ bộ trên đảo. Các tàu chiến và máy bay chiến đấu của họ thường xuyên vượt qua đường trung tuyến có hiệu lực là ranh giới trên biển của Đài Loan và Trung Quốc, đồng thời quấy rối các tàu và máy bay quân sự của Mỹ và các đồng minh sau khi bà Nancy Pelosi, lúc đó là chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, đến thăm Đài Loan vào năm ngoái. Trung Quốc đã bắn tên lửa về hướng của Đài Loan. Các chỉ huy quân sự và chỉ huy tình báo của Mỹ nói rằng ông Tập đã ra lệnh cho quân giải phóng nhân dân của Trung Quốc là PLA phát triển khả năng xâm chiếm Đài Loan vào năm 2027. Và khả năng, theo dự kiến, cuộc chiến sẽ không chỉ diễn ra vài tháng hay vài năm. Trung Quốc đang sẵn sàng chuẩn bị tới 2 triệu lính thường trực đối đầu với khoảng 163.000 người của Đài Loan. Đây có lẽ là cuộc đổ bộ lớn nhất kể từ khi quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, nước Pháp trong Thế chiến thứ hai. Lực lượng này sẽ phải hủy nghỉ phép, tập hợp tàu đổ bộ, dự trữ đạn dược, thiết lập các cơ sở chỉ huy di động và nhiều hơn nữa. Tại tỉnh Phúc Kiến, nơi gần Đài Loan nhất, Trung Quốc ngày càng thiết lập nhiều cơ sở quân sự, y tế và hậu cần. Thậm chí các bịch trữ máu đã được sẵn sàng để cung cấp cho binh lính bị thương. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với khó khăn cực kỳ lớn nếu muốn chiếm giữ được hòn đảo này. Họ sẽ phải cân nhắc lựa chọn thời điểm đổ bộ sao cho tối ưu nhất. Liệu nước này có nên giới hạn cuộc tấn công của mình vào Đài Loan với hy vọng tạo ra một việc đã rồi khi Mỹ và các đồng minh của họ còn đang ngần ngừ? Hay là Trung Quốc nên tấn công các lực lượng của Mỹ trong khu vực, tạo ra một trân châu cảng mới? Lựa chọn đầu tiên sẽ khiến Mỹ tự do tấn công hạm đội xâm lược. Lựa chọn thứ hai sẽ khiến Mỹ gần như chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc chiến, và có lẽ cả Nhật Bản nữa. Nếu Trung Quốc tấn công các căn cứ của Mỹ ở đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa mở đầu sẽ là điều chắc chắn, nhằm vào các thành phố trọng yếu như là Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng. Sau đó sẽ là một cuộc tấn công hệ thống liên lạc nhằm cắt đứt thông tin giữa Đài Loan và các cơ sở quân sự của Mỹ ở hòn đảo gần đó. Chưa kể là Bắc Kinh sẽ nhắm vào các đài truyền hình và phát thanh địa phương nhằm làm lũng đoạn tinh thần của quân lính, hứa hẹn sẽ trao phần thưởng lớn cho những kẻ nổi loạn và đào ngũ khỏi quân đội của Đài Loan. Sau đó là một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của lính thủy đánh bộ, các xe tăng chiến hạm lên bờ biển và cả lính dù vào giữa lãnh thổ. Tuy nhiên thì đây là màn khó khăn nhất, bởi hệ thống phòng thủ hàng rào thép gai, bong kè, có sẵn súng máy và pháo binh luôn đang chờ sẵn lính của Trung Quốc. Chưa kể, đó là còn có các bãi mìn dày đặc khó vượt qua nữa. Eo biển Đài Loan chỉ rộng 130 km. Ở nơi hẹp nhất, thế nhưng hải lưu và thủy triều của nó rất mạnh và thất thường. Việc đổ bộ thường chỉ thuận lợi vào tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10.
chỉ có 14 bãi biển của Đài Loan là thích hợp cho việc đổ bộ. Và chúng thì luôn được củng cố nghiêm ngặt, đặc biệt là những bãi biển gần Đài Bắc. Cuộc chiến ở Uka cũng làm dấy lên những nghi ngờ mới, đặc biệt là về lực lượng bộ binh của Trung Quốc. Các tiểu đoàn vũ trang kết hợp của nó bao gồm các tiểu đoàn đổ bộ được mô phỏng theo các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Nga vốn đã gặp khó khăn ở Uka. Ngay cả khi Trung Quốc thành công trong việc nhanh chóng tiêu diệt các lãnh đạo Đài Loan, họ vẫn có thể phải đối mặt với cuộc chiến kéo dài chống lại họ. Bắt chước việc sử dụng các bệ phóng tên lửa di động và máy bay không người lái của Ukraine, theo chiều ngược lại, chiến lược của Đài Loan và Mỹ là ngăn chặn cuộc đổ bộ ban đầu của Trung Quốc hoặc là ngăn không cho nước này đưa đủ quân đến. Quân đội của Đài Loan sẽ phong tỏa các cảng và bãi biển bằng thủy lôi, đánh chìm tàu và các chướng ngại vật khác, được hỗ trợ bởi các máy bay và tàu hải quân còn sống sót. Họ sẽ tấn công số quân đang tiến đến của Trung Quốc bằng tên lửa và tấn công quân đội của Trung Quốc đang đổ bộ bằng pháo và tên lửa. Một số văn bản của PLA gợi ý rằng Đài Loan có các đường ống dẫn nước ngoài các bãi biển của họ có thể thải ra chất lỏng dễ cháy. Một số hòn đảo xa của Đài Loan được bảo vệ bằng súng điều khiển từ xa. Khi chiến tranh đến gần, Đài Loan sẽ di chuyển các tàu hải quân từ bờ biển phía Tây dễ bị tổn thương sang phía Đông, phía sau của dãy núi chạy dọc theo phía Đông của hòn đảo. Quốc gia này sẽ tìm cách giấu các máy bay chiến đấu phản lực trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất và huy động 2,3 triệu quân nhân dự bị. Đài Loan cũng sẽ phải kiểm soát sự hoảng loạn lan rộng khi mà nhiều người cố gắng chạy trốn và khi các tuyến giao thông với thế giới bên ngoài sẽ bị cắt đứt. Mỹ cũng sẽ phân tán máy bay phản lực từ các căn hộ lộ thiên. Thủy quân lục chiến sẽ triển khai xung quanh các điểm thắt nút hàng hải. Các tàu ngầm của Mỹ sẽ luồn dưới những con sóng tập trung gần Đài Loan. Về mặt ngoại giao, thì có lẽ Mỹ sẽ lại thành lập một liên minh quốc tế để mà tiến hành phản đối, cấm vận Trung Quốc nhằm gây sức ép, như đã từng làm với Nga trong các cuộc chiến, ví dụ như là Ukraine vừa rồi chẳng hạn. Thế nhưng mà như chúng ta đã thấy, thì việc Nga đang xoay sở rất tốt để chống cấm vận, thì Trung Quốc cũng có đủ khả năng để mà làm được điều như vậy. Hai cường quốc này sẽ dựa vào nhau khi mà có biến, tạo ra nguồn cung cấp hậu cần và tài chính quan trọng để mà duy trì cuộc chiến. Thêm nữa là Đài Loan khó có sự ủng hộ của quốc tế như là Ukraine. Trung Quốc có thể cố gắng khai thác sự mơ hồ về tình trạng của Đài Loan. Đài Loan không có mối quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia khác. Họ không được công nhận là một quốc gia độc lập. Chỉ có mối quan hệ với vỏn vẹn 12 trên 193 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc. Trong khi Trung Quốc thì lại là một trong 5 nước ủy viên thường trực, có quyền phủ quyết rất lớn. Đây sẽ là bất lợi của Hoa Kỳ nếu muốn quốc tế ủng hộ hòn đảo này. Một khi cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan nổ ra, thì không chỉ gói gọn trong khu vực này, các hòn đảo xung quanh cộng với các quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi mà các căn cứ quân sự của Mỹ sẽ bị kéo vào cuộc chiến này. Không thể để mất Đài Bắc, khiến cho Mỹ hoàn toàn có thể lôi đồng minh của mình vào hỗ trợ. Đó không chỉ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines mà còn xa hơn nữa là Australia, Ấn Độ và cả khối NATO nữa. Tất cả sẽ ra sức bao vây, cô lập Trung Quốc lại. Và hậu quả của cuộc chiến có thể ảnh hưởng đến chiến lược của Trung Quốc với khu vực. Trong đó có vùng lãnh thổ trên Biển Đông của Việt Nam chúng ta. Nếu chiến thắng và thu phục được Đài Loan, Trung Quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội hợp pháp hóa luôn những yêu sách lãnh thổ phi lý của họ. Với đường chín đoạn nuốt trọn Biển Đông, chiếm đảo Điếu Ngư mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku, chưa kể là họ cũng kích động Triều Tiên tiêu diệt Hàn Quốc để dẹp luôn các căn cứ quân sự của Mỹ ở sát lãnh thổ của mình. Thế nhưng nếu thất bại, thì thảm họa cho Bắc Kinh, họ không chỉ phải từ bỏ vĩnh viễn lãnh thổ Đài Loan mà có thể phải chịu sức ép mất sức mạnh yêu sách ở Biển Đông, Biển Hoa Đông. Suy cho cùng thì chiến tranh chỉ mang lại đau thương và bất ổn, dù cho có là bên chiến thắng hay thất bại. Chỉ hy vọng là hai bên kiềm chế và giữ được sự bình ổn để mà thế giới phát triển mà thôi.